Xiaomi Redmi Note 1X giảm giá sốc tại Di động OneGo chỉ 2.850.000, vô địch trong tầm giá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mango TV trong chương trình trả lời comment số thứ 31. Và vẫn giống như thường lệ, các bạn có bất cứ yêu cầu comment gì hay có bất cứ câu hỏi hãy đặt phía dưới cho mình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với số câu hỏi lần này. Câu hỏi đầu tiên là đó là của bạn Hương Lê, điện thoại và review đang dùng là gì thế ạ? Mình thấy có khá là nhiều bạn đặt cái câu hỏi này dành cho mình. Thì hiện tại mình cũng đang dùng 3 chiếc điện thoại. Đấy là một chiếc Redmi Note 1X, một chiếc Z3 và một chiếc điện thoại của Mobistar. Thì mình dùng khá là nhiều máy bởi vì là mình cần một cái thời lượng pin khá là trâu ấy, nên là mình sẽ đổi máy liên tục. Câu hỏi của bạn Nook Gamer VN1401, máy em Oppo F1S mỗi khi sạc đều bật chế độ máy bay thì có sao không? Bạn sạc bật chế độ máy bay thì bạn sẽ không nhận được cuộc gọi đâu. Và khi mà bạn bật chế độ máy bay thì sạc sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên là mình cũng nghĩ là không cần thiết phải như thế đâu. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Minh Hiếu, lần đầu hỏi Mango cho em lên sóng với. Câu hỏi của bạn ấy là bạn đang định mua 7 GB RAM giá cũ chỉ hơn 4 triệu với nhu cầu là Facebook, YouTube, liên quân đồ họa thất và camera thì có đáng mua hay không? Theo mình thì với mức giá 4 triệu với chiếc GB RAM thì với cái nhu cầu khá là đơn giản của bạn thì nó vẫn đáp ứng rất là tốt. Và nếu như bạn muốn mua một chiếc máy chính hãng thì đây cũng là một thiết bị khá là ngon đấy. Anh đánh giá giúp em về chất lượng cam của Asus Zen 2 Laser khi chụp ảnh và quay video với ạ. Nghe nói máy không có chống rung ạ. Với chiếc Asus Zenfone 2 Laser này thì đúng là nó không có chống rung quang học thật. Tuy nhiên là bạn có thể thấy là ngay từ cái tên là nó có khả năng lấy nét bằng laser, cho nên là nó sẽ cho một cái tốc độ lấy nét cũng là chụp ảnh khá là nhanh. Và đây là một thiết bị tầm trung và giá rẻ thôi, cho nên là cái chất lượng camera của nó sẽ ở mức khá thôi. Chứ nếu mà bạn muốn tốt thực sự ấy, thì nên chọn một sản phẩm cao hơn. Câu hỏi theo của bạn Văn Toàn Thắng Dương, em đang dùng Samsung A5 2017, em tải game trên CH Play rồi vẫn không thấy không hay gỡ ra, test nhiều game, không biết có ảnh hưởng gì không anh? Bạn yên tâm nhé, nếu như bạn gỡ ra rồi thì nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến máy của bạn cả. Và những cái game nào bạn không chơi nữa thì mình khuyên là bạn nên gỡ ra, bởi vì là để trong máy nhiều thì sẽ nặng bộ nhớ, mỗi lần mà máy khởi động lại nó sẽ lâu hơn. Câu hỏi của bạn Perkendiz, em đang dùng Oppo F1S 2016, có nên bán đi tiết kiệm thêm 2-3 triệu để mua iPhone 6 không ạ? Nếu như là bạn cần một thiết bị chơi game tốt hơn thì mình nghĩ là bạn nên đổi. Còn nếu nhu cầu của bạn chỉ là selfie và chơi một vài game nhẹ không ấy, thì cũng không cần đâu. Câu hỏi thứ hai của bạn Danh Công, anh ơi cho em hỏi giữa chip 8890 và chip 820 trên Samsung S7 thì nên chọn cái nào cho liên quân ạ? Cái chip Snapdragon 820 nó sẽ cho cái khả năng chơi game tốt hơn bạn nhá. Các bạn có thể hiểu đơn giản là một con chip nó sẽ có hai phần chính quan trọng nhất, đấy là phần CPU và phần GPU. Thì cái phần tốc độ load game ấy, bạn vào game nhanh hay chậm là do CPU. Thì CPU của cái chip 8890 nó sẽ cho tốc độ nhanh hơn so với chip 820. Tuy nhiên là cái GPU giúp các bạn chơi game mượt hơn thì lại GPU của chip 820 ngon hơn. Chính vì thế là trong quá trình trải nghiệm chơi game ấy, thì cái chip 820 nó sẽ cho các bạn cái trải nghiệm mượt mà hơn. Câu hỏi của bạn Ari Minamoto, Samsung A5 2016 hay Redmi Note 4X thì em nào chỉ liên quân mượt hơn ạ? Chiếc Xiaomi Note 1X nó sẽ cho bạn cái khả năng chơi liên quân mượt hơn nhá. Nó dùng một chip 625 sẽ mạnh hơn khá là nhiều khi mà so với chip 615 chiếc A5. Câu hỏi tiếp theo của bạn Dương Hoàng Minh, iPhone 7 Plus và Samsung S7S thì nên mua con nào vậy bạn? Mình cần cấu hình ổn và sử dụng lâu dài. Đương nhiên là bạn nên chọn chiếc iPhone 7 Plus rồi, nếu mà bạn cần một cái sự hỗ trợ lâu dài hơn. Và cấu hình thì bạn có thể xem cái video speed test của mình với chiếc Note 8. Thì cái chiếc iPhone 7 Plus nó vẫn cho tốc độ cũng như là cái khả năng đa nhiệm ngang ngửa so với chiếc Note 8. Câu hỏi thứ hai là của bạn Thiên Phạm, chip Snapdragon 625 khi nào lỗi thời vậy ạ? Em tính mua Xiaomi Mi 1 để sử dụng lâu dài nhưng mà sợ chip này hết hạn, lỗi thời trước kỳ hạn. Nhu cầu của em chỉ là Facebook, là liên quân Facebook, Zalo, Zing, MP3. Mình nghĩ là bạn có thể thoải mái yên tâm chọn cái chiếc Xiaomi Mi A1 này nhá. Nó chạy cái phiên bản ROM là thuần Google cho nên là update rất là nhanh. Và có chip 625 thì bạn có thể dùng trong tầm 2-3 năm nữa và nó sẽ đáp ứng vẫn rất là tốt cho nhu cầu của bạn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Minh Trọng, một câu hỏi vô cùng là tâm huyết và rất là dài, và sau đây chúng mình xin được tóm tắt lại ý của bạn là bạn đang phân vân giữa chiếc iPhone 6S Plus bản quốc tế 16GB và chiếc Samsung S7S, nhu cầu của bạn là sử dụng lâu dài. Nếu như là bạn đang phân vân giữa chiếc S7S và chiếc iPhone 6S Plus và bạn cần một bộ nhớ lớn hơn ấy, thì theo mình là nếu như là bạn có thể tích góp thêm được tiền và đợi thêm một thời gian nữa thì mua hẳn bản 64GB thì nó sẽ cho cái khả năng trải nghiệm mượt hơn một chút.
Còn nếu không thì bạn có thể thoải mái yên tâm chọn sang chiếc Samsung S7S cũng được, bởi vì là nó vẫn có thể đáp ứng thoải mái mọi nhu cầu của bạn trong vòng từ 3 năm nữa thoải mái. Và yên tâm là chiếc Samsung hay là iPhone thì chất lượng vẫn rất là tốt nhé, không phải lo lắng vấn đề đấy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Listen to Rap, Xiaomi là hàng Trung Quốc, vậy có sử dụng tốt và sử dụng lâu dài được không ạ? Bạn có thể yên tâm nhé, Xiaomi là một trong những hãng lớn nhất Trung Quốc và hiện tại thì Xiaomi cũng có khá là nhiều tên tuổi trên thị trường quốc tế rồi, cho nên là những chất lượng sản phẩm của họ thì đã được khẳng định và được rất là nhiều người tiêu dùng sử dụng và yêu mến. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trung Trần, chào hai anh chị, cho em hỏi là hiệu năng của con Note 4X có thua nhiều so với con Note 3 Pro không và máy nào được hỗ trợ lâu dài hơn, nhu cầu của em là chơi lên quân mượt. Giữa hai chiếc máy này thì hiệu năng của chiếc Xiaomi Note 4X nó sẽ thấp hơn một chút khi mà so với chiếc Note 3 Pro. Tuy nhiên là các bạn chỉ nhận thấy cái điều này khi mà các bạn chơi game cực nặng thôi. Còn với các tác vụ bình thường và các bạn chơi game lướt web thì nó sẽ không có quá là nhiều khác biệt. Và đặc biệt là một nữa là cái chip 625 trên chiếc Note 4X nó sẽ cho cái khả năng tiết kiệm pin hơn. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trả lời hết những câu hỏi trong chuyên mục trả lời comment ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc hay là có câu hỏi gì thì comment ngay phía bên dưới nhé. Và mình sẽ tổng hợp lại tất cả câu hỏi các bạn và trả lời trong số tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.